Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại video tiếp theo trên kênh Thảo Mỹ Linh. Hiện tại thì Mỹ Linh lại tiếp tục có mặt tại đỉnh Hấu Chua. Trong cái buổi chiều ngày hôm nay thì các bác cũng biết là trong cái buổi sáng thì Mỹ Linh đã quay lại những thước phim cho tất cả các bác biết về cái quãng đường, tuyến đường mà bà con đang làm đây. Đấy, trong cái buổi sáng thì bà con đã đổ được những tuyến đường như thế này nhá các bác. Đổ từ cái khúc cua mới đầu đây để lên đến cái đoạn mà nối tiếp cái đoạn là gần cái lán mà mấy anh em đang ở. Hôm nay thì Mỹ Linh lại tiếp tục từ ngoài huyện vào, lại mua được thức ăn để vào nấu nướng cho 7 anh em siêu nhân. Đây các bác xem, đã đổ được tầm khoảng là sắp xong rồi ấy, sắp đến nối tiếp nốt cái đoạn kia. Không biết là mấy anh em có làm nốt không hay là hết xi rồi. Đây là, cẩn thận nhá ngá nhá. Nhờ mấy cái đá này nó chỉ kê ở ngay đây thôi nên là nó không chắc ấy, cũng rất là nguy hiểm. Đây các bác xem đường. Đấy, trong buổi sáng mấy anh em làm đường làm đây. Đấy, đường đổ ấy. Hôm nay là cố gắng là đổ nốt đến nối tiếp cái đoạn kia luôn. Xi có đủ không anh Chính? Thiếu một đá rồi à? Mình lại vận chuyển một đá thì chia xuống đúng không? Thế được, tưởng là hết xi. Một đá thì không thiếu rồi. Một đá thì hôm trước là nghiền là gọi là đủ rồi, không cần phải nghiền nữa. Đấy, thì bây giờ là đang chờ anh Sa nhá. Anh vừa mỗi hai người chở là hai đi đâu hết rồi? Anh chở. Có người đang ngồi lán nghỉ à? Không, không có người nghỉ. Đừng có bao. À, thế bác chơi bác Xính rồi. Bác chơi bác Xính. Hai đứa đi đừng có bao. À. Đây, đi chở một đá về đi các bác. Chào anh Phó nhá. Ui. Không, anh bói chắc tính là đâm vào cái bao đấy. Đổ xuống luôn nhỉ? Đổ xuống nhá, đổ chân nhá. Rồi. Có dây bùa. Có dây à? Buộc thế thôi. Thôi mang đồ ăn đi vào trong kia đi. Bác chơi chắc là ở bên kia chở xi măng. Thấy các bác xem là Mỹ Linh cùng với cả Pí Lửa đây đang đi trên cái tuyến đường mà các cô bác mạnh thường quân có hỗ trợ tiền về cho bà con làm đường đây. Chào bác Sò nhá. Bác Sò này lại tiếp tục à? Tưởng là hôm nay nghỉ rồi. Hả? Chiều cái nào đấy? Tưởng sáng mệt mệt đấy. Sáng có mệt không? Không mệt chứ. Thế người mất họ đã xuống huyệt chưa? Chôn chưa? Kìa. Chưa chôn á? Được 2 ngày rồi mà còn chưa chôn á? Ừ. Họ làm mấy ngày? Bây giờ là người ta làm ít nhất là 48 giờ thôi mà. À, đúng là chiều rồi, tối xong rồi. À, chiều tối nay là xong rồi. Tối xong rồi. Đấy, hay tưởng là... bác nghỉ, mệt quá thì mình nghỉ, cứ phải cố gắng làm gì. Không tí lại thành ra lại ốm. Cứ làm đi. À, cứ cố làm thôi à? Đây, đang chở xi đây. Đấy. Thôi chở xi đi nhá, bọn cháu vào mang thức ăn vào trong kia cất đã. Các bác xem, bác Sò là sáng nay vừa đi đám ma, hôm qua vừa đi đám ma xong sáng nay mới về, xong là mệt quá lại nghỉ, xong là chiều nay tưởng là nghỉ nốt bác lại tiếp tục làm. Đấy, xi là bao cuối cùng rồi, hết xi rồi. Đấy, mang thức ăn về đấy để đấy trong tí mình nấu. Đấy, hôm nay làm xong thì khả năng sáng ngày mai sẽ bắt đầu là chuyển lán lên phía trên cái đỉnh dốc kia để tiếp tục là đổ đường ở bên phía tuyến đường phía bên kia nhé các bác. Đấy, khỏe chưa các bác?
các bác xem là những cái bao xi là bà con cũng tận dụng lại để đựng bột đá ấy. Nhiều bác thì bảo là xong cắt đôi đi cho nó thoải mái, có cái thì vẫn cắt đôi, có cái thì vẫn phải giữ, sau đó mình để bột đá. Tại vì đi mua những cái bao này ấy, thì nó cũng tốn tiền cơ, 5.000 một cái, mua nhiều thì nó cũng tốn tiền, nên là cũng tiết kiệm nhất có thể. Đấy, rất may là nước vẫn có các bác. Quay xe hơi khó tí nhờ. Xong hết chưa? Mấy chuyến nữa? 5-6 chuyến nữa. Nói chung là ở chỗ này chỉ để được 2 xe rùa thôi các bác. Nếu mà thêm nhiều xe rùa ấy thì làm rất là khó luôn. 2 xe là đủ rồi, tại vì nhân lực nó chỉ có 7 người thôi. 2 người đẩy xe rùa, 3 người trộn, 2 người đi xa, 2 người đi xoa đường kia. Bác Sò nếu mà mệt quá thì nghỉ nhá. Bác bảo vẫn làm được các bác. Hai người đi chở bột đá rồi, với cả hai người ở trên là đựng bột đá ở trên là 4 người ở trên. Còn ba anh em thì ở đây là nhà bột đá với cả nhà xi với cả đổ đường luôn. Các bác thấy anh vừa đang chở xi từ bên đầu bên kia về, à chở bột đá từ bên kia về. Đấy, đường này đấy, mọi người đổ đường này là cũng quá là đạt rồi, quá đẹp rồi. Cố là ý nhất là chắc là anh em cố nốt để làm xong đến đoạn kia luôn, nối vào luôn nhà anh xà nhỉ, nối luôn cho nó hết luôn, đỡ phải phiền phức lần sau nữa đúng không, để mình còn chuyển lán lên phía trên kia, lán cho khả năng ngày mai mới chuyển đúng không.
ngày mai cũng chuyển đi ngày kia. Sáng ngày mai vẫn làm đúng không? Hay là mọi người đi chợ phiên? Cũng không biết à? Chỉ tí hỏi là anh vừa em đúng không? Hai người hội nhau mới nhắc được. Thêm một đá các bác.
đấy, xoa bằng cái tấm gỗ đấy luôn anh ạ. Không, anh cứ xoa, và xoa bằng cái tấm gỗ đấy nó mới đủ tiêu chuẩn. Đúng rồi, 5 mét nữa là hết rồi nhờ. 5 mét nữa là xong rồi. Cố lên, làm nốt xong em đi nấu cơm nha mọi người. Bắn bẩn hết rồi, bắt sòi, cẩn thận vào mắt nhá. Ôi bác xem người nhà nhốt, ai cũng nhà nhốt hết. Đủ chưa? Còn 5 bao nữa. Còn 5 bao nữa. 5 bao nữa để đủ nốt đoạn kia. Đấy bác chờ thay áo đi, sau cắm cơm đi nhá. Cắm xong nấu cơm chín rồi còn chuẩn bị xào đậu phụ với cả cà chua. Đấy. Lúc nãy là cũng mua cả đậu phụ với cà chua vào rồi các bác. Tí nữa là sốt cà chua lên ăn cho nó ngon. Đổi bữa một tí. Trời sắp tối rồi đấy. Bây giờ là mấy giờ nhỉ? Bây giờ là đang 5:30 rồi các bác. Đây, My Linh đang đi hái rau cùng với cả bác Xính này. Mua rau không ạ? Lại rau khoai lang à? Đây là lại ăn rau khoai lang các bác. Hai bác cháu ra đi hái rau về làm bữa tối. Mua không có mấy à? Lần sau này hãy bắt điện đèn ở chế tua đi. Ít nông đấy, ít nông ít chế ở ít rau à? Rau ở nhà thì nhiều,
mới nhà hái một tí, một hôm một nhà ấy, thì đến này anh em ai cũng có rau ăn. Đây nhá, mấy cái ngọn này không dám hái nhá các bạn, của nhà người khác ấy. Mình chỉ xin mấy cái lá tỉa cành thôi. Hôm nay nó chỉ nhận nó cho đi đâu. Chọn nó thế mà lẩu là. À. Cái này các bác lại không thích ăn tại vì nó già, nó ra hoa nó già các bác. Đấy, bác chờ thay áo đi, sau cắm cơm đi nhá. Cắm xong nấu cơm chín rồi còn chuẩn bị xào đậu phụ với cả cà chua. Đấy. Lúc nãy là cũng mua cả đậu phụ với cà chua vào rồi các bác. Tí nữa là sốt cà chua lên ăn cho nó ngon. Đổi bữa một tí. Trời sắp tối rồi đấy. Bây giờ là mấy giờ nhỉ? Bây giờ là đang 5:30 rồi các bác. Ây da, tuyển được thêm 2 đầu bếp ấy nhở. 2 phụ bếp lại được đấy, chất lượng đấy. Có biết làm không? Không bắt làm nữa nhá. Nếp của vâu à? Có biết làm không Thò? Biết rửa à? Không bắt ép rồi nhá, để đấy ông người lớn giặt. Đâu anh thử xem là hai đứa này nó. Chú thử xem, chú không phải anh đâu các bác. Chú thử xem hai cháu về rửa bát thế nào. Em có biết rửa không? Đấy bác à, trời đang vo cơm, chuẩn bị nấu cơm các bác. Gạo này ăn sắp hết chưa? Bác chưa? Hả? Ăn hết cái bao xanh kia chưa? Chưa hết đâu đúng không? Chưa. Chưa. Ừ. Xem hai cậu thanh niên này. Thò là năm nay mấy tuổi nhỉ? 9 tuổi à? Thế còn cháu kia? Cháu này tên là gì ấy? Tên là Xá. Xá, Xá mấy tuổi rồi? Xá. Xá mấy tuổi rồi? 7 tuổi. Cháu mấy tuổi rồi? Thò, Xá mấy tuổi rồi? 7 tuổi. 7 tuổi à? À. Cháu nhiều dầu một tí. Đáo cái gì? Đáo lên, đáo lên. Đáo mà ấy. Đáo à? Đấy. Khuấy đều lên đấy. Xem là hai cậu rửa sạch không? Không sạch là My Linh phải vào sửa nhá, rửa nhá các bác. Không bốc lột sức trẻ em nhá. Cái này là Thò tự nguyện làm đúng không? Anh Linh không bắt Thò làm nữa nhá, đúng không? Đúng không Thò? Không tí các bác trên kênh của chú Linh đây, chắc chú mình cứ quen anh các bác. Chú Linh đây các bác lại bảo là bắt hai đứa nhỏ này rửa bát. Hay xuống đây xuống hộ các chú ở đây rửa bát à? À. Đấy do không có ai ở đây trông lán với cả rửa bát khi mà bảy anh em đi làm đường các bác. Thì rất may có hai cậu nhóc này. Anh em đang xào cà chua các bác, làm sốt cà chua nhé. Làm đậu phụ sốt cà chua. Ngon tuyệt vời luôn. Đổi món một chút cho anh em. Cháu mặt tay lưu. Nên mấy anh em phụ bếp. Tại vì các bác biết là bởi anh em siêu nhân làm đường ấy, cũng không có ai làm bếp. Nên là mấy anh em đến là cũng phải hộ luôn. Bác chơi là vừa đi hái rau về đúng không? Đúng rồi. Ngặt chưa bác chơi? Ốc khởi rồi. Màn chua tiền đi màn chua rồi. Muốn chua mà tàu rồi. Chỉ gió bây giờ thẻo. Nó chế rồi. Thẻo, ừ. Tàu. Thế là tí bác chơi, bác chơi nhặt rau nhá. Bác sò là bác à, bác xính lại đi đâu? Em muốn giảm thôi đấy. À bác xính, xính lại đi lấy bột đá mà các bác. Củi lên không ấy? Có cháy củi không? Bác chơi. Cháy rồi. Cháy rồi à? Chắc là tại dáng này dính mưa ấy. Thì rau ấy vừa đi hái về các bác. À, có cả rau bí, rau khoai lang.
Thì nấu dâu không đâu, không cho mì tôm vào nữa đâu. Hay là mọi người thích ăn mì tôm cho chung mà. Ừ. Theo sở thích của mấy anh em. Ây à, Lử có vẻ làm sốt cà chua ngon đấy nhỉ. Món tủ Linh ạ. Do không có mỡ nên là rán đậu nó hơi chưa đạt tí, vẫn được. Ui, quên ngon đấy. Đều đều hai. Hai Âu vào. Cho hai Âu đi. Chị chưa đều ra được. Lửa to quá đúng không? Tắt đi. Đấy, múc nốt cái đấy. Khói quá. Khói quá. Đấy, bác trời đang nhặt rau đây. Nhặt xong đi rửa rau nhờ bác trời nào. Bây giờ trời bắt đầu mưa đấy. Mùa đấy. Bắt đầu mưa phùn rồi đấy. Anh em làm nốt đoạn kia nữa là xong, ăn cơm là quá hợp lý luôn. Rau này là lúc đấy là bác Xính vừa đi hái về nhá các bác. Hái trên nương về. Bác Xính lại đi chở bột đá rồi. Các bác hôm nay để cho mấy anh em ăn là thịt lợn là nướng áp chào các bác, ngon chưa? Xem hôm nay là cái thịt này nó có giòn không đấy. Xem giòn không. Cái thớt này hơi nghiêng các bác. Đây là hơi khó thái. Chắc mình phải chỉnh lại cái thớt này. Không nghiêng, không thái được. Con dao này không sắc. Đấy, ngon chưa? Ôi, nhìn thái mỏng mỏng thôi. To quá tí ạ, không đủ anh em ăn. Chặt thịt nha các bác nha. Mình băm nó hơi nhỏ nhỏ tí ăn cho anh em ăn nó hợp lý. Tuyệt vời luôn các bạn, ngon chưa? Thử miếng này. Giòn đấy các bạn. Sắp xong rồi nhá các bác. Nốt cái này nữa là xong rồi, chuẩn bị ăn cơm rồi. Anh cố làm nốt đi. Nốt hết là cái xi măng này, với cả cái bột đá này.
máy luôn đi. Đấy, di chuyển máy lên trên kia, ông rửa máy trên kia thôi. Di chuyển lên ngay đây cái gì? Để ngay đây anh vừa, hay di chuyển lên trên kia luôn. À. Đây đang nốt cái đoạn này các bác. Bây giờ là đẩn xe đi rửa xong về ăn cơm luôn các bác. Anh em về rửa tay ăn cơm ơi. Về rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Mai Linh ấy mua mấy cân cá mắm vào cho mấy anh em đây. Cẩn thận nhá, lái cẩn thận nhá. Cơm chín chưa bác Trơ? Chín rồi, bác Trơ đang làm gì ấy? Giã ớt à? Ừ. Giã xong chưa? Đâu? Ngon chưa các bác? Ngon đấy. Cơm vẫn chưa chín à? Sắp chín rồi đúng không? Sao bỏ ơi. Bây giờ rửa chân tay bác Xính ạ. Anh Bó biết cơm ơi. Đây đang bày cơm nha các bác. Bên kia thì bác Trơ đang múc rau. Đấy. Nước có đủ rửa. Nước đấy chắc vẫn còn đúng không? Cho một tí vào đây. Tí áo rửa. Cứ rửa tay chân xong tí tắm sau. Vậy. Ấy, múc cơm đây anh em ăn đi nhá. Hôm nay sốt đậu phụ với cả thịt lợn. Rất là ngon các bác. Ăn đi. Đây ngồi luôn vào trong cái thảm này đấy. Ngồi vào đây. Đấy rau kiến đi. Rau kiến đi à. Đấy. Thôi ăn đi nhá, ăn đi. Cơm ăn đi. Thử thịt với cả đậu phụ em có vừa không? Đấy, úp thịt đi. Tính lên. Ăn mạnh lên với có sức làm tiếp. Wow, ngon quá. Ngon quá anh Xính. Thấy anh em bảo ngon là vui rồi các bác. Được không bác Sò? Được ngon. Được à, hợp lý à. Đậu phụ này tí chan vào cơm này ngon lắm. À, chan cái nước đậu phụ ấy vào cơm này với ngon này. Mình
Thò là tối là ngủ với những gia đình nhà nào? Ngủ với xà. Xà, ngủ với gia đình nhà anh xà. Anh xà trong hộ à? Đấy, đúng rồi ấy, chan vào cơm ngon chưa? Nó bí rồi. Mấy gì xào xong rồi. Đây, anh em ăn thịt đi nhá. Nó sốt động và chua các bạn. Ăn này cảm giác thấy yên tĩnh nhở, vừa ăn vừa ngắm xe máy vừa ngắm núi, đúng là view triệu đô, có tiền cũng không mua được các bạn. Thôi nhá, mấy anh em cứ ăn đi nhá, xong là Mỹ Linh cũng xin phép về đây nhá. Sáng mai bây giờ hết si rồi thì sáng mai mình tạm nghỉ một hôm nhá. Vâng. Thôi chào anh Xính với cả bác Sò với cả mấy anh em nhá. Mình ăn cơm mạnh vào nhá. Ăn để lấy lại sức nhá. Không có gì là khả năng ngày mai chưa chuyển lán đâu đúng không? Mai... hoặc là thứ hai mới chuyển. Thế nhá. Thế thì mọi người cứ ăn nhá. Mỹ Linh về đây nhá. Bây giờ Linh lại tiếp tục trên đường đi về các bác. Vừa rồi thì hôm nay thì trong cái buổi sáng với cả buổi chiều ngày hôm nay thì là cũng đã đổ từ cái đoạn dốc cua cho đến cái đoạn nối kia thì đã nối xong rồi nhá các bác. Vừa rồi các bác đã xem hết cái thước phim của Mỹ Linh. Mỹ Linh cũng xin chân thành cảm ơn các bác. Chúc quý cô bác và quý mạnh thường quân một sức khỏe dồi dào và thành công việc. Cái thước phim Mỹ Linh đến đây kết thúc rồi. Các bác thấy hay và ý nghĩa thì các bác hãy đăng ký kênh ủng hộ cho kênh của Mỹ Linh nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.